ngành công nghiệp Hàn Quốc. Thưởng thức một số tiết mục văn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng thấy đâu. Tôi rất vui mừng và phấn khởi
được về lễ nhận bàn giao công trình nhà đế theo kinh của trưởng tộc cơ sở có sáng hôm nay. Lời đầu tiên, cho các tôi thay mặt các ủy chính quyền và nhân dân xã Quyết Thắng xin được kính chúc các vị đại biểu khách quý mạnh khỏe. Xin mời các bạn hãy cho một tràng vỗ tay để cảm ơn lời thọ và các bên này rồi. Chúng ta nhìn thấy do sáng tay nắm mắt các quý trung tâm hợp tác hữu nghị thuộc liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương. Hôm nay thầy và trò trường trung học cơ sở Quyết Thắng rất vui mừng được đón tiếp các quý vị đại biểu trong lễ bàn giao nhà xe học sinh. Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, kia là ngành nghề khai trương phòng.